Đức Phật dạy rằng khổ nạn của con người thường bắt nguồn từ tham, sân, si. Vì vậy, để sống hạnh phúc, bạn nên buông bỏ bớt ham muốn của bản thân và chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Cuộc sống vốn không có đau khổ, nhưng khi ta bắt đầu suy tính thiệt hơn, lòng tham sẽ bắt đầu trỗi dậy, đau khổ sẽ lần lượt kéo đến quấn chặt lấy thân ta. Đến phút cuối cùng, người có thể cứu vớt chúng ta ra khỏi khổ đau chẳng ai khác ngoài chính chúng ta. Đời người có quá nhiều gánh nặng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn muốn gánh lấy gánh nào, muốn bỏ xuống gánh nào. Hãy sống như Đức Phật, người không sở hữu bất cứ thứ gì, nhưng có thể sử dụng tất cả mọi thứ. Hãy thưởng thức, chứ đừng cố chiếm hữu. Ai cũng biết một điều đơn giản rằng, khi đến và rời khỏi thế gian này, ta chỉ có hai bàn tay trắng. Vậy tại sao phải cố tìm cách chiếm giữ tất cả cho riêng mình, những thứ chưa bao giờ thuộc về mình? Tấm thân ta là vật thân thiết nhất, ta đi đâu cũng kè kè nó. Ấy thế mà Phật bảo, nó không là của ông, huống hồ là những thứ ngoại thân. Thế sao ta mãi lao tâm khổ tứ, mãi tạo nghiệp trầm luân làm chi?